nghịch cảnh gì nữa, thầy cũng cực bình thường thôi à, tại vì mình đã chứng nghiệp. Vì cái này có, cái kia phải, và cái gì cũng có thể xảy, thì bình thường thôi. Và được cái, do đó chuyện giải thoát đây đó, là không có nghĩa là chạy đâu hết, không có chạy trốn đâu hết, mà giải thoát đây là chính là có cái nhìn được tất cả mọi quy luật của thế gian, không bài bác ai hết, không phủ nhận ai hết, không chấp nê hết, và cũng không có gọi là chấp cái của chính mình được, là giải thoát hết. Cho nên lại là nói giỡn giỡn thôi, chứ mà ngồi thiền đó mà ngồi một chục chục một một đống đó thì cũng không có ghét đâu, thấy không? Thiền đó, tại nãy thầy nói luôn, ngồi thiền đó mà một đống đó ngó chờ vài bữa cười ra thiền đăng đó, cái gì tưởng đâu thì ghét, không có ghét đâu, thương. Bởi vì sao thầy ghét thôi? Bởi biết mấy thằng đó nó thiền xạo, biết sao thì xạo không? Có mặt mình nó thiền không? Có mặt mình nó thiền. Bởi vì đâu có ai mà ngồi đâu được đâu. Đâu có ai ngồi hoài được đâu. Thấy không? Làm 8 tiếng chưa thấy mệt chứ ngồi có nửa tiếng mà thấy lâu rồi. Thành ra đừng có tưởng rằng tay ngồi là dễ đâu nghe. Được ngồi đó cũng đâu có gì. Cho nên phải cảnh tỉnh thôi. Nhắc ta thôi. Mày tu ít quá, mày phải lát mà làm cái gì khác đi. Để đâu đó nó có đủ hai cái. Chứ còn đừng có tưởng ngồi thì như vậy. Ai mà ngồi được 3 tiếng mà lúc đó tôi cũng bái tôi lại. Thưa thầy, nhưng mà mấy em ở đây nãy giờ con thấy mấy chị ở đây hình như là nhập tâm cái câu là thiền đăng là thằng điên. Thầy giết tôi tài hết rồi thầy. Thầy con thấy mấy chị giác ngộ. Thì tôi và quý vị có nghe tôi kể thì quý vị có nói là tăng kể. Cho nên thầy tăng kể là nãy giờ thầy kể chuyện của thầy không mà tôi tê. Kể chuyện của thầy chuyện mà nhỏ, chuyện ở trong chùa tới giờ tôi tê cả rồi này. Chấm dứt thầy vừa thầy ơi. Cuối cùng lại, hồi nãy giờ thầy nói với quý vị, niềm tin là mẹ sanh ra công đức. Mà công đức đó là cái gì? Công đức đó là có đời sống an lành, có phước đức tăng trưởng, có thoát ly nghiệp lực, giải trừ nghiệp lực, có phát triển trí tuệ và đưa đến thì giải thoát, đó là công đức. Thì công đức là bao gồm vậy. Mà để trọn cái công đức, mà quý vị nhớ một cái câu của ông Quý Sơn là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Này nghĩa là gì? Nội hoằng bất niệm chi công là nhớ lời Phật dạy, nhớ lời tổ dạy, nhớ là Bồ Tát dạy, nhớ là thánh nhân dạy, để mình luôn luôn có niềm tin. Và được để được niềm tin đó thì bà phải làm. Vì ở trong đây đó, cái câu này đó có ẩn chứa một câu, một vấn đề cũng gì phải suy nghĩ. Niềm tin là mẹ sanh ra công đức chứ không phải là công đức. Nhớ chưa? Niềm tin là mẹ sanh công đức, mà muốn có công đức là mình phải làm, phải tu chứ không phải có tin là có công đức. Thì nó không phải vậy. Muốn thấy được công đức đó mình phải làm, phải tu. Cho nên thầy có để là tin sanh ra công đức chứ không phải là tin là có công đức. Vì vậy thầy gửi bài công bạch cái gì là chính xác ha, lý nghĩa rõ ràng chứ không phải là không thấy đâu. Thôi giờ ngừng ở đây, và thầy cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời thầy kể, để cho quý vị có một số nhận thức, rồi từ đó quý vị áp dụng, rồi từ đó quý vị kiêm nghiệm lại, và hy vọng rằng quý vị sẽ sống tốt, để quý vị lần đầy đủ công đức và trí tuệ đi đến độ giải thoát của chính mình. Thầy xin hết lời. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử nhà chúng.
chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hay khỏe anh. Dạ, khỏe hả? Xương đồng. Tưởng gì? Tưởng. À. Dạ. Ông đĩa phần tài. Ông đĩa phần tài hả? Sơn cái này cũng đẹp. Dạ. Mặt phần tài này cũng sắc. Thế là ôi trời đẹp quá. Dạ. Đẹp quá. Dạ. Dạ. Để dạ. Tươi hay sao? Dạ. Thầy cho. Thầy cũng thỉnh thỉnh. Thầy được kìa. Thầy ta cũng dẫn chơi, tại vô máu rồi.